Cây cỏ bàng thuộc họ cói hay lát, lên xanh trong ruộng chua phèn. Thân nằm ngang sình lầy, nhưng mọc khỏe và thẳng. Tưởng đâu kể về bàng mà như chuyện chính cuộc sống người nông dân vùng miền Tây sông nước. Cuộc đời họ gắn với cây bàng cả mấy trăm năm. Tấm đệm ở bất kỳ gia cảnh giàu hay nghèo người Việt, chiếc bao cà ròn do người phụ nữ Khmer đan, tất cả đều rất đổi thân thuộc, không thể thiếu trong lịch sử hay cuộc sống người phương Nam. Câu chuyện về người thanh niên trẻ Trần Minh Tiến đã mang cỏ bàng đi xa hơn nữa trong ứng dụng đời sống. Và đó là con đường anh đã chọn khi rời phố về quê. Tôi tên là Trần Minh Tiến và lúc trước thì tôi làm nghề dạy học. Tôi dạy ở Tây Ninh được 5 năm thì tôi nhận ra được mình có một cái tình yêu đối với cái thiên nhiên và môi trường, cho nên lúc đó tôi mới nghỉ việc. Tôi bắt đầu chuyển hướng về quê để phát triển những cái sản phẩm địa phương. Khi về thì mọi người rất là ngỡ ngàng và mọi người cảm thấy đó là một điều gì đó không bình thường, bởi vì một người có công việc ổn định và có thu nhập khá thì khi mà về quê như vậy thì tôi bị chửi là khùng. Trần Minh Tiến sinh ra ở Đức Huệ, Long An. Ngoài 20 tuổi, chàng trai trẻ đã trở thành một thầy giáo sau khi tốt nghiệp khoa công nghệ trường sư phạm. Tưởng chừng anh sẽ gắn bó suốt đời nghề dạy học với kiến thức của mình. Nhưng chính những sản phẩm của công nghệ làm anh Tiến băn khoăn. Anh muốn đi xa hơn nữa trong việc thay đổi chất liệu vật dụng, tìm về những giá trị đơn sơ mộc mạc từ thiên nhiên. Đó là lấy cỏ cây trong thiên nhiên thay đổi nhựa. Trở về quê hương sống cũng là lúc Trần Minh Tiến tìm con đường lập nghiệp khác cho riêng mình. Từ lựa chọn cuộc sống cá nhân, thầy giáo Tiến gần gũi hơn với nhọc nhằn người dân. Họ đồng hành với anh trong khởi nghiệp và tạo ra thu nhập từ hệ sinh thái vốn có của quê hương. Anh ơi, cho em hỏi là nhà anh Tiến làm ông hút cỏ là ở đâu vậy anh? Là chuông chị Nhàn không? Dạ. Lâu rồi đường ngoài chạy lên, sắp đâu người nội. Dạ. Còn xa không vậy anh? Chạy lên, khỏi trên đây, chạy trên đường 8 km nè. Dạ dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Anh Tiến ơi, anh có nhà không anh Tiến ơi? Chào anh. Em tên là Gia Hiếu. Anh ở đây với ai không anh, hay là anh ở một mình vậy? Hiện tại thì anh đang ở một mình và dạ, không có tuyển tình nguyện viên thêm. Dạ vâng, rất là ấn tượng đối với căn nhà của mình. Dường như là bằng đất sét luôn không anh? Nhà này thì anh tự làm. Dạ. Thời gian làm nó là 2 tháng. Dạ. Giờ hiện tại thì một ngày của anh bắt đầu từ mấy giờ và phải làm những công việc gì ạ? Một ngày của mình bắt đầu đi nhổ cỏ bàng từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ thì mình về. Rồi đem cỏ bàng qua xưởng, rồi hỗ trợ các cô bên xưởng. Sau đó mình lên mạng để check những cái đơn hàng và giải quyết một số cái thông tin với khách hàng. Dạ vâng, là hôm nay cũng rất may mắn cho em khi mà đến kịp giờ để mình có thể ra nhổ những cái cỏ bạc. Vậy thì không biết hôm nay em có thể có được cơ hội để trải nghiệm cùng anh không ạ? Được chứ, em bây giờ mình đi thay chuẩn bị đồ đạc rồi đi ạ. Dạ vâng, dạ đi. Từ khi còn bé thì tôi đã được nằm trên cái manh điệm cỏ bàng. Thì tôi cũng chưa hình dung ra cánh đồng cỏ bàng lúc đó nó như thế nào. Thì khi lớn lên và đi một vòng lớn rồi quay về với quê mình sống thì tôi mới nhận ra rằng ở cái cánh đồng cỏ bàng nó rất là đẹp. Thực sự nó rất cuốn hút tôi. Anh ơi, em thấy mấy cái này là bàng ở đây nó cũng khá là đậm rạp rồi, mình vẫn chưa nhổ được hay sao anh? Bàng này nó vẫn còn nhỏ đó em. Là nên là cái mình chưa kính có thể làm ống hút được đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mình cần để làm ống hút thì mình cần những cái thân cỏ bàng nó to. Đây là cái cánh đồng cỏ bàng mọc tự nhiên. Dạ, em thấy cánh đồng bên đây có vẻ như là nó cao hơn bên kia rất nhiều. Tại cái khúc này nó trũng, bàng to thì nó thường mọc ở những nơi trũng. Dạ. Hoặc là quen đường mưa. Từ đâu mà anh nảy sinh cái ý tưởng mà sử dụng cái cây cỏ bàng thay thế ống hút thông thường với anh? Thì lúc đầu là anh làm những cái sản phẩm liên quan tới đan lát cỏ bàng, như là đan những cái túi xách cỏ bàng, điểm cỏ bàng. Nhưng mà sau thời gian đó mình thấy là mình chỉ tuyển lựa những cái sợi mà nó có đường kính nhỏ và nhuyễn như vậy thôi. Những cái sợi mà to hơn như vậy mình không dùng. Trong cái lúc làm ống hút tre mình nảy ra là mình có thể
biến những cái sợi cỏ bàn to nha thành một cái ống hút. Thế là mình bắt đầu mày mò, không ngờ nó lại dễ làm và nó có khả năng hút được. Cái tiêu chuẩn hoặc là kỹ thuật nào để mà có thể chọn được một cái cây cỏ bàn mà có thể phù hợp để làm được cái ống hút anh? Thứ nhất là tuyển lựa những cái sợi cỏ bàn già, cái hạt nó đã bung ra rồi. Và cái thân nó già, nó cứng như vậy. Nó màu vàng hoặc là xanh đậm. Thứ hai nữa là những cái sợi cỏ bàn này nó có đường kính to, từ cỡ như một chiếc đũa như vậy, tức là vừa từ 4.5 cho đến 8mm. À, trước một cái cánh đồng tự nhiên như thế này, nhưng mà anh có sợ là khi mình khai thác quá nhiều thì cái nguồn nguyên liệu mình sẽ bị cạn kiệt không? Lúc đầu thì khi mà mình thu hái cỏ bàn đó, thì mình sẽ dùng liềm cắt giống như những cái người dân địa phương. Tuy nhiên là sau thời gian mình nhìn lại thì nó rất là lâu lên. Mình tìm kiếm một cái cách khai thác bền vững hơn, tức là mình nhổ rồi mình thấy là sau thời gian nhổ thì chỗ bàn đã nhổ nó sẽ lên lại, nó không ảnh hưởng gì tới cái hệ sinh thái cũng như các côn trùng và sinh vật ở đây nó vẫn còn. Nếu mà đã có được cái bàn tự nhiên rồi thì làm sao để thu hái nó một cách bền vững, đó là cái điều mà cần phải quan tâm nhiều hơn. Nguồn cỏ bàn này thì thông thường từ cái cây non mà trở thành trưởng thành thì nó mất thời gian bao nhiêu lâu? Cái này thì cỏ bàn mất khoảng 1 năm để nó sinh trưởng và phát triển. Thường người ta trồng cỏ bàn thì người ta sẽ trồng trước vào mùa khô. Sau đó sau đó người ta sẽ giữ cho ruộng nó săn sóc nước thì cỏ bàn nó sẽ phát triển. Và em biết là cái trong cái hệ sinh thái đồng cỏ bàn tự nhiên thì nó sẽ không chỉ có bàn mà nó gồm những cái loại cỏ khác như là đưng, cây mua, cây tràm. Thì có rất là nhiều loài sinh vật nó sẽ sống nương tựa vào những cái cây cộng sinh đúng không anh? Và trong cái hệ sinh thái đồng cỏ bàn này nó có một cái loài đặc biệt, đó là cái cá li thia. Và nó là cũng là cái đặc sản. Loài cá rất là nhạy cảm, và khi mà nếu mà người ta dùng phân hóa học để bón cho cái đồng cỏ bàn á, thì cá nó cũng sẽ giảm đi nhiều. Và nếu như cắt và đốt á, thì em nhìn nó giống như một thảm họa và sẽ không có sinh vật nào sống được trong cái vùng đó. Thì nó phải mất, tự nhiên nó sẽ mất thêm khoảng 1 đến 2 năm để nó phục hồi lại dần dần. Quả là một cái khoảng thời gian rất là dài. Khi mà mình so sánh trong thời điểm hiện tại, trong một cái thời điểm mà rất là nhạy cảm trong cái vấn đề mà về điều kiện tự nhiên như hiện nay. Từ hệ sinh thái thiên nhiên của quê hương, anh Trần Minh Tiến đã khởi nghiệp với ước mơ thay thế ống hút nhựa bằng những sản phẩm từ cỏ cây. Sau khi lần mò rồi thành công trong việc phơi, sợi ống tre làm ống hút, anh Tiến lại sáng tạo tới việc dùng cọng cỏ bàn. Làm thế nào ống cỏ định hình, đảm bảo chất lượng ngay cả khi vận chuyển cũng được tìm tòi và thành công. Giờ đây ý tưởng của anh đã được phát triển thành một cửa hàng mang tên 3T, nghĩa là tiết giảm, tái sử dụng, tái chế. Trần Minh Tiến đã đưa ra các sản phẩm, đồ dùng bằng vật liệu từ thiên nhiên mà ông bà xưa hay dùng, thân thiện với môi trường mà không lo đến việc xử lý rác thải. Việc sử dụng các đồ dùng này giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về cây cỏ tự nhiên quanh mình. Ban đầu khi mà về quê phát triển những cái sản phẩm này thì mọi người không hiểu. Mình đã kiên trì làm cái việc này. Sau khoảng 2 năm thì mọi người bắt đầu thấy được kết quả và mọi người bắt đầu ủng hộ những cái việc mình làm. Không chỉ dừng lại ở ống hút mà còn có túi xách, bóp, chiếu, đệm. Anh Trần Minh Tiến đã tạo việc làm cho những người phụ nữ trên chính quê hương mình. Những người giúp việc cho anh Tiến đã có mức thu nhập khá, từ 3 cho tới 5 triệu đồng một tháng, cao hơn thu nhập từ các công việc trước đây. Bây giờ họ vẫn làm thủ công. Anh Tiến tâm đắc với điều ấy. Theo anh, làm bằng tay không những đem lại thu nhập cho người nghèo, mà hơn thế, anh cho rằng làm bằng tay có hồn trong từng sản phẩm. Chính sách bán hàng đặc biệt ưu đãi, với cam kết sản phẩm từ thiên nhiên không một chút hóa chất, mua bất kỳ số lượng nào cũng được phục vụ tận tình. Tất cả không chỉ nhằm mục đích thương mại, mà cao hơn làm thay đổi thói quen, tạo lập ý thức, giữ gìn môi trường. Tôi làm ống hút cỏ bàn này nè, làm với Tiến, mang hơn 1 năm. Và tôi thấy cái này nó có ý nghĩa là giúp cho mọi người giảm được ống hút nhựa. Một tuần chỉ làm có 5 ngày. Và tụi tôi còn được hưởng chế độ là 1 tháng là nghỉ phép 1 ngày. Những ngày lễ được nghỉ. Rồi Tiến cho bảo hiểm nữa. Tự như nhà mà coi con đồ á, Tiến cũng đi nhổ bàn ở đây nè. Rồi nó hỏi chị cũng rảnh á, rồi cái chị làm cho em đi.
như nhờ làm bàn thì cũng thu nhập cho gia đình cũng được chút đỉnh. Bỏ phố về làng, chuyện ngược đời ngược dòng ấy bao giờ cũng đi kèm một khát vọng. Cũng phải tự tin với bản thân mình lắm, cũng phải biết chấp nhận rủi ro lắm, và chắc phải yêu quê, yêu cây cỏ mọc lên từ phèn mặn, yêu ruộng của vườn xưa lắm mới có một ngày trở về như thế. Dạ thưa anh, thì hiện tại bây giờ là đơn hàng của mình một ngày là khoảng được khoảng bao nhiêu đơn hàng vậy anh? Mỗi ngày xưởng ống hút của mình nó chỉ nhận được khoảng 4 đến 5 đơn hàng và gói gọn đơn hàng chỉ khoảng 3.000 ống hút thôi. Dạ, lý do vì sao mình lại không mở rộng thêm nữa? Xưởng thì làm từ thứ 2 đến thứ 6 và mình muốn mọi người có thời gian nghỉ ngơi từ thứ 7 chủ nhật. Và cũng như là đồng cỏ bàn, cây cỏ bàn nó cũng có thời gian để sinh trưởng và phát triển. Dạ, vâng. Ngoài ra thì hiện tại mình muốn nhân rộng cái mô hình này và mình chỉ muốn xưởng ở cái quy mô nhỏ và vừa như vậy thôi. Trong tương lai á, thì anh có dự định là mình sẽ mở rộng thêm cái mô hình của mình bằng việc sử dụng những cái công nghệ máy móc mới để mà hỗ trợ cho mình hay không? Hiện tại thì mình sử dụng lao động tay chân là chính và mình muốn là cái việc làm ống hút cỏ nó dừng lại cái việc làm thủ công. Anh có nghĩ rằng cái sự lựa chọn của mình là hợp lý hay không? Hiện tại khi mình sản xuất ống hút cỏ thì mình thấy rằng là cái việc là chúng ta dùng ống hút nó không thực sự cần thiết. Cho nên là cái cách mà mình nên hướng tới, tức là mình không muốn mọi người phải sử dụng càng nhiều ống hút cỏ, bởi vì đó không phải là việc làm tốt. Cái cách mà mọi người muốn bảo vệ môi trường đó là cần phải tiết giảm lại cái việc tiêu dùng, cũng như là tiết giảm cái việc sử dụng ống hút lại. Và tôi vẫn tin vào cái lựa chọn của tôi là nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mọi người. Thân thiện với môi trường, câu nói ấy nghe thật suôn sẻ, nhưng để thực hiện được, để tạo thành một ý thức thì không hề dễ dàng, một sớm một chiều. Dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì những thứ chúng ta có được trong cuộc sống này đều được thiên nhiên ban tặng. Cọng cỏ bàn dân dã thân quen hôm nay cũng bắt đầu hành trình mới của nó nhờ vào những người trẻ dám nghĩ, dám làm như anh Trần Minh Tiến. Vận động mọi người thay đổi thói quen, dần thay đổi ý thức, đó là 3T mà anh Tiến tâm đắc: tiết giảm, tái sử dụng, tái chế. Khi mà em chính thức dùng vào cái ống hút cỏ, ở ống hút cỏ hay là ống hút tre hay là ống hút inox chẳng hạn, thì em lên mạng em cũng có tìm hiểu thêm về những cái tác hại của những cái ống hút mà dùng bằng nhựa, thì em cảm thấy thực sự rất là wow luôn, bởi vì là em không biết là cái thói quen nhỏ của mình trước giờ và của mọi người nó là ảnh hưởng một cái sự ảnh hưởng nó rất là lớn luôn, khi mà có rất nhiều sinh vật bị mắc cái ống hút nhựa hay là rất nhiều đại dương hay là sông ngòi bị ô nhiễm bởi vì nó. Thì lúc mà em thực sự chuyển qua cái này thì em cảm thấy em đang trên một con đường thật sự là đúng đắn, kiểu như là mình góp phần chung tay bảo vệ môi trường. Ống hút tre để mang theo mà ban đầu kiểu mọi người thấy rất là ai cũng xài ống hút nhựa ấy, mình cầm ra như này nhìn mình cũng kỳ, nhưng mà vì mình đang bảo vệ môi trường thì mình phải cố gắng. Một cái câu nói trong cái cuốn sách của ông Fukuoka, đó là cũng quyển Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm, thì có một cái câu đó là thượng đế là thiên nhiên và thiên nhiên là thượng đế. Và tôi thấy rằng là cái việc là mình phát triển những cái sản phẩm, mình nương tựa vào thiên nhiên để mình sống và ăn nên làm ra từ nó, thì mình bản thân mình cần phải có một cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên, cũng như là quay lại để nuôi dưỡng và bồi đắp lại cho thiên nhiên. Hiện tại thì tôi thấy rằng tôi đã đi được khoảng 60% cái điều mà mình mong muốn. Tức là hiện tại tôi chỉ phát triển được những cái sản phẩm đan lát và những cái sản phẩm thủ công tại địa phương thôi. Và tôi thấy sau một thời gian càng làm thì tôi càng hiểu ra là nhận ra rằng mình cần phải làm thêm những cái sản phẩm nó liên quan tới cái mà mình ăn uống hàng ngày. Đó chính là những cái sản phẩm nông nghiệp. Đó, chúng ta có thể thay thế cái ống hút nhựa bằng ống hút cỏ. Chúng ta có thể gói lá chuối, gói rau bằng lá chuối. Tuy nhiên là chúng ta cần phải để ý hơn cái đồ mình uống. Nó có thực sự là được trồng sạch hay không? Nó có phải là trồng không hóa chất hay không để cho nó đảm bảo được sức khỏe? Bởi vì cái sức khỏe là cái mà chúng ta cần phải có đầu tiên. Lúc trước thì tôi làm ở Tây Ninh bởi vì tôi thực sự không nhìn thấy được những cái nét đẹp cũng như là những cái lợi ích của cái vùng quê mình đang có. Và càng đi xa, tới khi về quê để càng làm với cái sản phẩm này thì mình mới thực sự hiểu nhiều hơn về bản thân mình và hiểu hơn cái nơi mình sinh ra nó
nó tốt đẹp đến nhường nào và nó quý giá đến nhường nào. Đi để trở về, cho tới bây giờ, bằng chính quyết tâm nghị lực của mình, anh đã thành công trong chuyến trở về ấy. Quê hương nếu ai không nhớ, đó cũng chính là nơi luôn chờ đợi, dang rộng vòng tay đón những đứa con trở về.